cứu chữa, trước khi qua đời gửi tin nhắn tỏ tình, lại được Hoa Khôi Lâm Thanh Thanh đang chuẩn bị nhảy lầu nhận được. Tin nhắn tỏ tình thâm tình trước mắt bỗng khiến cô ấy cảm động. Tuy nhiên Hoa Khôi phát hiện, tin nhắn này không chỉ gửi cho nhiều người, mà còn có người đã đồng ý trước. Lâm Thanh Thanh muốn lật tẩy chat boy này, nhưng những lời Hứa Phong nói tiếp theo lại khiến cô lạnh gáy. Chỉ có tôi mới có thể giúp cậu thoát khỏi ác mộng. Thì ra Lâm Thanh Thanh từ 6 tuổi bắt đầu không thể ngủ. Chỉ cần nhắm mắt cô ấy phải đối mặt với vô số xảo ảnh quái vật. Và gần đây những thứ đáng sợ đó xuất hiện ra cả trong thực tế. Đây cũng chính là lý do khiến cô ấy suy sụp tinh thần muốn nhảy lầu. Tại sao cậu ấy lại biết rõ chuyện này? Lẽ nào cậu ta thực sự có thể giúp mình có cuộc sống bình thường? Đột nhiên Hứa Phong đề nghị đổi nơi khác nói chuyện. Đến nhà cậu được không? Lâm Thanh Thanh quyết liệt từ chối, làm gì mà mới quen đã đưa về nhà. Hứa Phong chỉ ra ngoài cửa sổ, sợ rằng cậu không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Con gái một mình đặt xe có lẽ sẽ thu hút những người có ý đồ xấu. Vừa nói cậu ấy vừa cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân, cầm theo chiếc ô của mình, kéo tay Lâm Thanh Thanh đi về phía cổng bệnh viện. Tại sao chúng ta phải chạy? Cậu không thể đường đường ra viện sao? Hứa Phong khi mình nhập viện đã gửi tin nhắn tỏ tình cho viện trưởng. Lâm Thanh Thanh đần ra, viện trưởng ít cũng U40 U50 rồi. Sao cậu đến bà già cũng không buông tha? Đối phương lớn tuổi vậy, chắc chắn sẽ từ chối. Hứa Phong lại bảo rằng bà ấy đồng ý rồi. Hơn nữa sau khi bị từ chối chắc sẽ đến tìm mình tính sổ. Lúc này y tá nhận được tin Hứa Phong mất tích rồi lập tức đi tìm. Lúc đi qua bảng tin, Lâm Thanh Thanh kinh ngạc phát hiện viện trưởng lại là một cô gái trẻ xinh đẹp, liên kết với cô gái tóc vàng gặp lúc trước. Lâm Thanh Thanh không hiểu sao nhiều cô gái nhận được lời tỏ tình của như vậy. Hứa Phong rốt cuộc có điểm nào khác biệt người lái taxi lúc nãy, dẫn theo vài người lực lưỡng chặn đường họ. Lâm Thanh Thanh không nhịn được lùi về sau một bước. Hứa Phong không nhúc nhích nắm lấy tay cô ấy. Lâm Thanh Thanh hơi đỏ mặt, lần đầu được nắm tay và tỏ tình đều là chàng trai này, nghĩ thôi cũng thấy rung động. Tuy nhiên lúc này không phải lúc chơi trò lãng mạn. Mấy người đó cười nham hiểm uy hiếp hai người lên xe. Nghe thấy tiếng y tá vọng đến từ phía sau, Lâm Thanh Thanh dùng tay thể hiện hai chúng tôi chỉ là ra ngoài đi dạo, lập tức sẽ trở về phòng bệnh. Cô ấy định dụ mấy y tá đó đến giúp mình giải vây, nhưng lái xe lôi vũ khí ra. Cô bé tốt nhất đừng lên tiếng, chắc cô không muốn bạn trai mình nằm trong nhà xác. Lâm Thanh Thanh cắn môi, đột nhiên chắn trước mặt Hứa Phong. Tôi không sợ chết, tôi có thể đi cùng các người, nhưng các người phải tha cho anh ấy. Nếu không bây giờ tôi sẽ gọi những y tá đó đến đây. Có thể tha cho nó, nhưng tao phải cắt lưỡi móc mắt nó, phòng nó để lộ tin tức. Lâm Thanh Thanh quay đầu bảo Hứa Phong chạy đi, bản thân lại bị một người từ sau đánh lén, lái xe dí súng vào đầu Hứa Phong. Dương Dương tự đắc lôi hai người lên xe. Trong lúc đẩy Hứa Phong đi về phía trước, đột nhiên phát hiện cậu bé này cơ thể vững chắc như ngọn núi, bản thân không đẩy nổi cậu ta. Thì ra một giây trước Hứa Phong mặt không biểu cảm lại cười, hai mắt cũng nhóm lên ngọn lửa. Cậu ấy rút từ trong chiếc ô ra một thanh kiếm mỏng như xương trắng, chỉ nghe soạt một tiếng, lấy mạng tài xế nhẹ nhàng bằng nhát chém dài từ vai đến sườn. Nhìn tài xế nằm gục dưới đất, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Đồ đen mắt trắng tay cầm thanh kiếm mỏng, trên mặt dính đầy máu cũng không hề có chút biểu cảm. Lâm Thanh Thanh ngây người. Hứa Phong vứt vũ khí vào tay cô ấy, kéo người chạy về lên xe. Sau này không cần phải làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Nhớ kỹ, chỉ cần ở cạnh tôi thì cậu sẽ an toàn. Cậu ấy nhắn tin tỏ tình trước khi qua đời, lại được Hoa Khôi sắp nhảy lầu nhận được. Nhưng hai người lần đầu gặp mặt đã bị kẻ xấu để mắt đến. Đối phương không chỉ uy hiếp Hứa Phong, còn sai thuộc lạ bắt cóc Lâm Thanh Thanh. Hứa Phong yếu đuối đột nhiên rút kiếm ra giết tài xế, kéo theo Lâm Thanh Thanh chạy lên xe. Lâm Thanh Thanh bị dọa hết hồn, sao cậu có thể giết người? Họ đúng là người xấu, cũng không nên kéo cả bản thân vào. Hứa Phong nói bản thân giết không phải người, còn bảo cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Thi thể của tài xế đang mọc lên những xúc tu dày đặc, không lâu sau cơ thể dần dần liền lại. Nhìn xem tôi không nói sai đứng chứ? Tài xế sau khi hồi sinh nhìn chằm chằm hai người. Hứa Phong đạp mạnh chân ga rời khỏi hiện trường. Lâm Thanh Thanh không chắc chắn hỏi cậu ấy, vậy cuối cùng đấy là thứ gì? Hứa Phong không giải thích, chỉ nói ra hai từ khóa khác, danh giới và điều tra viên. Thì ra thật sự tồn tại ranh giới giữa thế giới và ngoài không gian, trong đó tồn tại tất cả các sinh vật kỳ lạ và đồ cấm kỵ. Điều tra viên là người khám phá những điểm giao nhau đó. Tài xế lúc nãy là thuộc hạ của điều tra viên nào đó. Nhìn vẻ thâm sâu khó lường của Hứa Phong, Lâm Thanh Thanh nghi hoặc, tôi là điều tra viên cấp 4. Thanh kiếm lúc nãy là một vật cấm tên là thương tự. Lâm Thanh Thanh nhất thời cạn lời, quả nhiên lại đọc được nội tâm của mình, còn nói trước ra đáp án. Còn ở cổng bệnh viện, tài xế đã giết động đội để diệt khẩu, cướp một chiếc xe để đuổi theo. Các y tá lắp bắp cung cấp manh mối cho cảnh sát, hoàn toàn không để ý trên cao có một bóng người đang âm thầm quan sát. Khi một điều tra viên khác xuất hiện, chiếc áo choàng đen trên người cô gái dần cháy thành tro bụi. Thì ra cô ấy chính là đại diện của trái đất, điều tra viên đặc biệt Tào Ân Giang. Ân Giang ra lệnh cho thuộc hạ âm thầm bảo vệ Hứa Phong, nếu không thể tự mình giải quyết phải lập tức báo cáo.
nói xong biến thành ánh sáng vàng biến mất trong bầu trời đêm. Chú điều tra viên không hiểu, Hứa Vong chỉ mới cấp 4, Tào đại nhân cao cao tại thượng, sao lại tìm thuộc hạ cấp 2 để bảo vệ hắn? Người anh em đồng nghiệp của chú ta to gan đoán, chú nói xem không phải Tào đại nhân thân sự yêu rồi đấy chứ? Tào đại nhân sao có thể để mắt đến nhãi con đó được? Hơn nữa nhóc con đó không còn sống được bao lâu nữa, chắc Tào địa nhân chỉ xuất phát sự thương cảm thôi. Buôn chuyện xong hai người chia hành động, mà lúc này Hứa Phong đang đạp ga lao vút trên đường cao tốc, từ bên hông xe của họ có một chiếc xe khác vượt lên. Không phải chồng yêu nói chiếc siêu xe này hơn 500 vạn à? Đừng nói gì nữa, ngày mai hoàn trả chiếc xe này đi. Hoa Khôi say xe đến mức nôn nửa ngày trời, nén cơn buồn nôn hỏi Hứa Phong có thể lái chậm một tí không. Hứa Phong bảo cô ấy nhìn kính chiếu hậu, một chiếc xe đen đang đuổi đến sát nút, trên xe chính là tài xế hồi sinh, khắp mặt toàn máu tươi cùng với nụ cười nham hiểm. Nếu như đi chậm lại, khả năng hắn sẽ đuổi kịp họ. Cậu ấy gửi đi một tin nhắn tỏ tình, lại cứu được Hoa Khôi sắp nhảy lầu. Nhưng hai người lần đầu gặp mặt đã bị kẻ xấu để mắt tới. Tuy kẻ xấu bị Hứa Phong chém một nhát, nhưng kỳ lạ là hắn lại được hồi sinh, khắp mặt toàn máu cười nham hiểm đuổi sát theo xe họ. Nhìn thấy ba chiếc xe cảnh sát hú còi phía sau, Lâm Thanh Thanh ngạc nhiên, chúng ta phóng nhanh như vậy, gã lái xe đó sao vẫn đuổi kịp? Hứa Phong khen cô hỏi hay lắm, chú ý đến chiếc điện thoại đang phát sáng bên cạnh, vứt chiếc điện thoại này đi, trong đây có định vị. Lâm Thanh Thanh ngừng lại một chút, lo lắng làm như vậy sẽ gây ra tai nạn hại người vô tội, đợi chút đến nơi nào đó an toàn, khi nào có thể vứt thì tôi sẽ bảo. Ý nghĩ này lại bị Hứa Phong đọc được. Rất nhanh hai người đi đến ngã tư, nhìn con đường không bằng phẳng phía trước, Lâm Thanh Thanh có chút căng thẳng, đợi chút không phải cậu nên rẽ sao? Rẽ đi đâu? Cậu điên hay sao mà định lái xe phi qua? Lâm Thanh Thanh nhìn thấy Hứa Phong lần nữa lộ ra nụ cười vừa đẹp trai vừa điên rồ. Cô ấy mím môi, một người sắp chết và một người muốn tự tử, ở cái thế giới vô vị này, cùng nhau làm vài chuyện điên rồ hình như cũng không tồi. Rắc một tiếng xe đâm vào thanh chắn, Lâm Thanh Thanh sờ vào dây an toàn. Hứa Phong đếm 321 xông lên, chiếc xe từ mặt đường lên thành đường vòng cung. Lúc này vứt điện thoại đi, cùng lúc có tiếng nổ súng phía sau. Viên đạn xuyên qua kính xe, là tên tài xế đó bắn. Chiếc xe vừa chạm đất liền có mấy chiếc xe cảnh sát đuổi tới. Lâm Thanh Thanh còn đang nghĩ hay là xuống xe nhờ giúp đỡ, quay đầu thấy cánh tay Hứa Phong đang chảy máu. Cậu bị thương rồi, phải nhanh chóng xử lý mới được. Quan tâm tôi à? Một người trêu đùa tình cảm người khác có gì cần phải quan tâm? Lâm Thanh Thanh quay đầu mặt đỏ, không muốn thừa nhận bản thân có ý đồ. Nhưng phía sau xe cảnh sát không ngừng đuổi theo, đã vây thành ba phía. Lâm Thanh Thanh nhắm mắt trầm tư, lẽ nào không còn đường thoát sao? Đột nhiên cô ấy mở mắt chỉ sang một con hẻm. Đi hướng này, con đường này rất khó đi. Không chỉ cần kỹ thuật lái xe tốt, mà còn cần Hứa Phong phải hoàn toàn tin tưởng mình. Chỉ cần đi nhầm thì không thể nào đi tiếp được nữa. Hứa Phong không một chút do dự mạnh mẽ quay xe đi về hướng đó, theo đà luồn vào trong con ngõ nhỏ. Cửa xe quẹt vào tường phát ra những tia lửa, cuối cùng cũng cắt đuôi được. Cậu ấy rút ra một đoạn dây dưới chỗ tay lái, sau đó bảo Lâm Thanh Thanh xuống xe. Cậu đang vẽ gì thế? Cho mấy con chó bám đuôi kia chút dấu vết và tí bất ngờ. Vừa nói vẫn không quên dùng gậy thương tự gõ lên thân xe. Lúc này Hứa Phong đột nhiên phát hiện có người đang quan sát từ xa. Thì ra là người chú luôn âm thầm bảo vệ. Lẽ nào nhóc con này phát hiện ra rồi? Ông chú cầm thông tin của Hứa Phong nghiên cứu cẩn thận. Nghề nghiệp hướng đạo, sở hữu gậy thương tự, ngoài ra không có hồ sơ. Nhìn thế nào cũng chỉ là con gà cấp 4. Cấm thuật cũng rất bình thường, chỉ có mỗi khả năng biến ra kiếm và đốt cháy vật thể. Tào đại nhân sao lại phái ta bảo vệ người như vậy? Đợi chút, dẫn lửa. Nghĩ lại động tác lúc nãy của Hứa Phong, ông chú lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Lúc này tài xế mặt toàn máu đuổi tới, chủ nhân của hắn nhấn mạnh buộc phải bắt được Lâm Thanh Thanh. Hứa Phong thế nào không quan tâm, nhưng đến khi hắn đuổi đến hai người họ đã cao chạy xa bay. Mẹ kiếp, kính xe vẽ một mặt cười khiến tên tài xế sụp đổ. Hắn dùng lực đấm vỡ mặt cười trên kính, mảnh kính vỡ dẫn đánh lửa đến sợi dây điện bên dưới. Chiếc xe bốc cháy tại chỗ cùng một tiếng nổ. Tài xế có hai cái mạng cũng tan thành cho bụi trong ngọn lửa lớn. Tiếng nổ lớn khiến Lâm Thanh Thanh ngoái đầu lại nhìn. Chỗ đó là chỗ chúng ta vừa dừng xe đúng không? Đúng vậy, một người không thể hồi sinh hai lần. Cậy ấy trước khi qua đời gửi đi tin nhắn tỏ tình, lại cản được Hoa Khôi đang định nhảy lầu. Đến giờ Lâm Thanh Thanh mới phát giác, bản thân lại đưa một chàng trai mới gặp mặt lần đầu về nhà, mà cô ấy càng không ngờ rằng sự tồn tại của chàng trai yếu đuối trước mặt, đến cả các vị thần cũng phải kinh hãi. Lâm Thanh Thanh lo lắng hỏi vết thương cậu ấy thế nào. Tôi cảm thấy phải nhanh chóng đến bệnh viện, nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Nói xong phụt ra tiếng cười, sau đó đứng dậy hướng về trước giá sách, nói đến chuyện bố của Lâm Thanh Thanh. Nhắc đến bố, cô ấy rơi vào hồi ức. Bố là người cứng nhắc và ít cười, thích sưu tầm các loại sách. Lúc nhỏ cô cũng vì vậy mà yêu thích vẽ tranh, và mỗi lần vẽ xong đều khiến cho bố ha ha cười lớn. Cũng chính lúc đó tôi quyết định phải vẽ ra bức tranh khiến bố phải công nhận. Sau đó bố qua đời rồi, cô ấy cũng rơi vào cơn ác mộng dai dẳng. Biểu cảm của Hứa Phong trở lên nghiêm túc, cô thật sự hiểu ông ấy,
Đương nhiên, ông ấy tên Lâm Ngạn là một giáo sư sử học. Không, mật danh là Simon, là một đặc vụ điều tra viên, đồng thời là người tiền nhiệm giữ chìa khóa kho báu. Thân phận này chỉ có chủ nhân kho báu biết. Lâm Thanh Thanh rất kinh ngạc, bởi vì đặc vụ điều tra viên là vạn người chọn một. Quốc gia cũng sẽ công bố danh tính, mà người canh giữ kho là người mạnh nhất trong nhóm đặc vụ điều tra. Bố chưa từng nhắc đến chuyện này. Vậy chúng ta tìm đáp án trong đống sách vậy. Hứa Phong hỏi cuốn sách bố cô yêu thích nhất là cuốn nào. Ánh mắt cuối cùng dán vào một tựa sách. Mỗi đêm đều đọc cho con gái nghe cuốn 1001 đêm. Lâm Thanh Thanh vẫn đang lắc đầu. Manh mối quan trọng như vậy chắc chắn không thể giấu trong sách. Nhưng một giây sau cơ quan mật sau giá sách được khởi động, một cách cửa bí mật tối đen hiện ra. Xem ra chúng ta tìm thấy rồi. Lâm Thanh Thanh ôm chặt sách đi theo sau Hứa Phong. Có muốn nắm tay tôi cho đỡ sợ không? Trong lòng Lâm Thanh Thanh ấm áp, nhưng lại nghĩ đến sự từ chối trước đây. Hừ một tiếng rồi tự mình đi. Nhưng càng lúc xung quanh càng u tối. Cô ấy vội vàng chạy lại gần Hứa Phong, túm chặt lấy áo cậu ấy. Hai người không nói lời nào cầm lấy điện thoại tiếp tục tiến vào. Trên đường Hứa Phong nói với Lâm Thanh Thanh, ác mộng của cô có liên quan đến vật cấm mà bố cô mang về. Bởi vì những vật phẩm này sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của con người. Bây giờ chúng ta sắp nhìn thấy nó rồi. Phía cuối đường có đặt một chiếc đèn lồng bình thường. Lâm Thanh Thanh tiến lên phía trước. Lúc này cô ấy mới hoàn toàn tin. Bố mình là một đặc vụ điều tra viên. Mà chiếc đèn này chính là nguyên nhân khiến bản thân rơi vào đau khổ. Cô ấy sờ tay vào nắp đèn. Một ngọn lửa thoát ra ngoài. Lâm Thanh Thanh nhanh chóng dựa vào lòng Hứa Phong. Ngọn lửa cũng biến thân thành bóng người cực lớn. Hãy nói ra nguyện vọng của mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thanh Thanh, Hứa Phong lấy ra cuốn 1001 đêm. Chức năng của đèn thần là thực hiện điều ước, cho nên nó là đèn thần mà cô biết. Hơn nữa, chỉ cần đưa vật này về vị trí vốn có của nó, cuộc sống của cô cũng sẽ trở về bình thường. Vậy thì cứ theo truyền thống ước 3 điều rồi thả tự do cho đèn thần. Nhìn hai người không coi mình ra gì, thần đèn phẫn nộ. Dám coi ta giống thứ da xanh yếu ớt đó. Ta là một vị thần thực thụ. Nó tức giận đập vào lưng Hứa Phong. Thế nhưng Hứa Phong đột nhiên quay người. Đồng tử mắt trở lên thẳng đứng. Quanh mắt xuất hiện lớp vảy mỏng. Thần đèn bị nhìn chằm chằm bằng ánh nhìn chết chóc. Đến khi Lâm Thanh Thanh chú ý đến động tĩnh sau lưng, nó đã tủi thân trốn sau chiếc đèn không dám động đậy. Nó sao thế? Không biết chắc nó đang nhớ nhà. Thần đèn đắng lòng. Bản thân là linh vật cấp thần. Không ngờ vẫn tồn tại thứ còn đáng sợ hơn thần. Lâm Thanh Thanh giơ ngón tay ra. Đồng cảm hỏi làm sao để đưa thần đèn về nhà. Hích hích hích. Thực hiện 3 nguyện vọng là ta tự do trở về nhà. Vốn dĩ thần đèn có thể lợi dụng lòng tham của con người để bành trướng thế lực. Nhưng hiện tại nó thật sự muốn về nhà. Bởi vì người trước mặt đáng sợ quá. Lâm Thanh Thanh nhấc thần đèn lên. Vậy ngươi có thể trị khỏi bệnh của cậu ấy không? Nguyện vọng này khiến Hứa Phong trợn tròn mắt. Cậu ấy mắc bệnh nan y. Trước khi qua đời gửi tin nhắn tỏ tình. Lại khiến cho 3 cô gái đều rung động. Không chỉ có đặc nhiệm điều tra viên tóc vàng mạnh nhất. Và Hoa Khôi thích mặc tất lưới. Mà còn cả viện trưởng Phú Bà. Cũng đích thân đến tìm bạn trai nhỏ của mình. Thế nhưng tất cả đều bị Hứa Phong từ chối. Chỉ vì bệnh của Hứa Phong không đơn giản chỉ là u não. Cho nên khi Lâm Thanh Thanh nói ước nguyện với thần đèn. Cho dù giữa hai người rất ngọt ngào và ăn ý. Nhưng thần đèn vẫn mặt dày nói. Xin lỗi nguyện vọng này ta không cách nào thực hiện được. Nó nhìn cô gái vừa ngây thơ vừa gấp gáp. Lại nhìn Hứa Phong mặt lạnh như băng. Những lời này không dám nói ra. Dù gì bệnh của Hứa Phong không phải u não. Mà là trong vô vàn sinh vật huyền bí tồn tại. Trước khi bị tiêu diệt ở ranh giới đã yểm lời nguyền. So với những thần thoại đáng sợ. Mạnh như thần đèn cũng chỉ xem như dạng phổ thông. Lâm Thanh Thanh có chút thất vọng. Cô ấy xoa xoa đầu Hứa Phong. Tôi nhất định sẽ tìm được cách khác. Không cần coi tôi như trẻ con. Hứa Phong cũng rất bất lực. Vì để hóa giải lời nguyền. Cậu ấy đã chuẩn bị kế hoạch tỏ tình. Trước mắt mới là bước đầu tiên. Bây giờ hai người phải rời đi. Bởi vì sau khi cửa mật thất mở ra. Hơi thở của thần đèn sẽ thu hút sự quan tâm của người khác. Mà lúc nãy chiếc xe phát nổ. Một chàng trai mặc đồ trắng đã đuổi đến hiện trường. Anh ta có thể dùng cấm vật thao túng tâm lý người khác như con rối. Hơn nữa còn sở hữu một cơ hội hồi sinh. Cấm vật đặc biệt như thần đèn anh ta muốn có được. Bên khác thì hai người đã đi ra từ mật thất. Lâm Thanh Thanh hiếu kỳ tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Có cần thông báo cho chủ kho tàng không? Hứa Phong lắc đầu. Thần đèn có thể giúp người thực hiện 3 nguyện vọng. Nhưng khi thực hiện xong sẽ trở thành thứ vô dụng. Cậu cảm thấy một vật như vậy khi giao nộp lên. Còn cơ hội ước nguyện cuộc sống bình thường không? Cuộc sống của cậu trước khi có được 3 ước nguyện của thần đèn đều phải tự mình phấn đấu đạt được. Hai người đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên. Hứa Phong ra hiệu giữ im lặng, để cậu ấy đi mở cửa. Còn Lâm Thanh Thanh ở phía sau yểm hộ. Sau đó một tay mở cửa ra. Người đến rõ ràng nằm ngoài dự liệu. Cậu chính là Hứa Phong. Người đến chính là Phú Bà áo blues trắng đeo tất lưới đen. Lâm Thanh Thanh nhanh chóng giấu hai tay ra sau lưng. Cô gái này chính là viện trưởng Lã Minh Nguyệt. Hai người hình như không hoan nghênh tôi. Tất nhiên tôi cũng hiểu. Ánh mắt Minh Nguyệt quét trên người Lâm Thanh Thanh. Cô ta ra vẻ như bản thân đến để bắt lỗi. Chỉ muốn đến xem rốt cuộc là ai. Đã cướp mất người bạn trai bé nhỏ của mình.
Lâm Thanh Thanh có chút thất vọng. Cô cũng chỉ là người thứ hai mà thôi. Nhưng tôi nghe nói cô là người đưa Hứa Phong đi. Lẽ nào không muốn chịu trách nhiệm với hành vi của mình sao? Cô tiểu thư thiên tài hội họa. Thấy Lâm Thanh Thanh không lên tiếng, Lã Minh Nguyệt lại nhìn sang Hứa Phong. Nhìn phản ứng của hai người, lẽ nào tôi vẫn còn cơ hội? Cô ta sờ mặt Hứa Phong. Nhìn kỹ gương mặt nhỏ nhắn đó, cậu dám gửi tin nhắn tỏ tình. Có lẽ cũng biết thân phận của tôi. Tin nhắn gửi Lã Minh Nguyệt nhanh chóng lướt qua trong đầu Hứa Phong. Cô ấy là tiểu thư của tập đoàn Lã Thị, mà Lã Thị với người điều tra danh giới cấp cao. Tổ chức đó có quan hệ rất chặt chẽ. Quả nhiên là cách người có tiền nói chuyện. Lã Minh Nguyệt giống như một nữ tổng tài bá đạo. Muốn Hứa Phong làm người đàn ông của cô. Và tổ chức Ba Bờ sẽ ra tay giúp cậu ấy chữa bệnh ung thư. Thấy sao? Cậu suy nghĩ một chút. Cậu ấy bị vô số thần linh nguyền chỉ còn chưa đến một năm tuổi thọ. Phương pháp để giải lời nguyền chính là gửi tin nhắn tỏ tình. Sau đó từng cô gái một tìm đến. Hứa Phong mới phát hiện sự việc càng ngày càng phức tạp. Bởi vì hành vi tán tỉnh của chỉ gái tất lưới. Lại khiến cho Lâm Thanh Thanh ghen đến mức cầm súng lên. Cô ấy ám chỉ Lã Minh Nguyệt đây là đang lừa tình. Lã gia và tổ chức Ba Bờ chỉ là quan hệ hợp tác. Cô không đủ tư cách để họ ra tay. Tôi quên rằng bên ngoài vẫn chưa biết. Hôm qua tôi vừa trở thành viên của hội Ba Bờ. Tư cách nội bộ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong. Cả người Lã Minh Nguyệt đang dính lên người Hứa Phong. Người đàn ông này buộc phải là của cô ta. Tôi lớn như vậy đây là lần đầu tiên bị trêu đùa. Gửi tin nhắn tỏ tình với nhiều người mà cậu cũng nghĩ ra. Mắt thấy hai người càng ngày càng dính sát vào nhau. Lâm Thanh Thanh không nhịn nổi nữa. Cô ấy chĩa vũ khí vào đầu Lã Minh Nguyệt. Cô rất ưu tú. Lã Thị cũng rất có thực lực. Bây giờ mạng cô nằm trong tay tôi. Lã Minh Nguyệt lùi về sau. Nói Lâm Thanh Thanh bình tĩnh lại, chúng ta là người một nhà. Cảm ơn đã quan tâm, tôi là cô Nhi. Cho dù như vậy, Lã Minh Nguyệt vẫn không từ bỏ. Tôi ra quyết định không bao giờ hối hận. Người khác đừng hòng lấy tôi làm trò đùa. Nên tôi quyết định làm cô hồi tâm chuyển ý. Lâm Thanh Thanh không ngờ tới. Đối phương lại tuyệt tình như vậy. Lại nhìn chap boy Hứa Phong trêu đùa tình cảm hai cô gái. Tự nhiên cảm thấy bản thân như đang đuổi tình địch. Nhưng vào lúc này, Hứa Phong đột nhiên lên tiếng. Nếu như mâu thuẫn giữa hai người không cách nào hóa giải, vậy thì nổ súng đi. Hai cô gái cùng lúc đưa ra. Lâm Thanh Thanh hoài nghi tay mình. Biểu cảm của Hứa Phong trở lên đáng sợ. Nếu như cô muốn chấm dứt những cơn ác mộng của mình, còn muốn trở lại cuộc sống bình thường, thì hãy làm theo những gì tôi nói. Lâm Thanh Thanh rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu như Hứa Phong có thể hoàn toàn tin tưởng mình, vậy thì mình sẽ làm. Cô ấy hét lớn xin lỗi, viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Đột tuy nhiên Hứa Phong đẩy Lã Minh Nguyệt xuống đất. Nhìn thấy viên đạn bay qua trước mắt, Lã Minh Nguyệt sợ chết khiếp. Nghe hự một tiếng, Hứa Phong ôm cô lăn dưới đất. Viên đạn bắn vào giữa trán người tài xế của Lã Minh Nguyệt. Tài xế nghẹo sang một bên lẩm bẩm sao có thể như thế. Cùng lúc một con sâu bò từ miệng tài xế ra. Cậu không sao chứ? Hứa Phong cúi đầu nhìn, mới phát hiện Lã Minh Nguyệt vô cùng phấn khích. Yêu, chết và bích đông. Trong thời gian ngắn ngủi tất cả đều diễn ra thật kích thích. Hứa Phong ngại ngùng đứng dậy. Lã Minh Nguyệt giờ mới phát hiện vết thương trên cánh tay cậu. Băng bó qua vết thương, Lã Minh Nguyệt đột nhiên lấy dao phẫu thuật ra. Muốn tính sổ với người giết tài xế. Lâm Thanh Thanh lúc này đã phản ứng lại. Hứa Phong làm như vậy nhất định có lý do. Quan trọng là chắc chắn lái xe có vấn đề. Vì tránh Lã Minh Nguyệt hiểu lầm, cô ấy muốn giải thích một chút. Kết quả đối phương lại kề dao vào cổ cô. Lâm Thanh Thanh cạn lời. Có nhầm lẫn không vậy má, tôi đâu phải người ra lệnh nổ súng. Cô ấy đem sự việc giải thích lại lần nữa. Lã Minh Nguyệt mới hiểu ra. Vậy nên cô không phải người đầu tiên đồng ý lời tỏ tình. Lâm Thanh Thanh cạn lời 2x, chị gái đây không phải trọng điểm. Một bên khác dưới tầm nhìn của con sâu rối, chàng trai áo trắng đã nắm được tình hình của ba người họ. Hắn đã chuẩn bị xong đội quân sâu rối. Đêm nay là lúc đặt dấu chấm hết. Hai cô gái cùng thích một chàng trai. Vì hắn mà động chân động tay. Vậy mà một giây sau Lâm Thanh Thanh và Lã Minh Nguyệt đã trở thành chị em tốt có chung kẻ thù. Chỉ vì tên chap boy Hứa Phong này bốc phét. Tranh giành làm gì, cả hai đều bị tôi từ chối rồi. Có cái gì mà phải cãi nhau. Nói xong quay lưng đi mất. Hai cô gái trao đổi qua ánh mắt. Sự việc có phải giống những gì tôi đang nghĩ. Đúng vậy, phải tẩn hắn. Lâm Thanh Thanh nhắc đến đèn thần, chuẩn bị đánh lén từ phía sau. Đột nhiên phát hiện trong xe hình như có điều bất thường. Tài xế vừa bị bắn trúng, trong miệng lại bò ra một con sâu màu đen. Thần đen chui ra khỏi đèn, lo o về phía con sâu nhỏ, chóp chép nhai. Hứa Phong nghiêm túc cập nhật kiến thức cho cô. Đây là cấm vật cấp 3. Sâu cái sinh sản ra ấu trùng. Người sống bị nó chiếm hữu cơ thể có thể hồi sinh một lần giống người tài xế trước. Người chết bị chiếm hữu sẽ bị điều khiển như con rối, giống như người bị hại này. Theo lý thuyết thì chỉ cần sâu mẹ không chết, vô số sâu con sẽ được sinh ra. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Lâm Thanh Thanh rất sốt ruột. Lã Minh Nguyệt từ vẻ mặt có thể nhìn ra, cô gái này đã coi Hứa Phong như người của mình. Còn cô ấy chấp nhận lời tỏ tình sáo rỗng của Hứa Phong, đơn thuần là vì gia đình dục kết hôn. Sau khi nhìn thấy ảnh Hứa Phong thấy cậu nhóc này cũng không tồi, cộng thêm cậu ta chủ động tỏ tình, mới dính đến đây. Tuy nhiên Hứa Phong ngoài đời khác xa trên ảnh,
không đặc biệt cũng không phổ thông. Lại nghĩ đến cảnh vừa cậu ấy ôm mình né đạn, Lã Minh Nguyệt không giấu được xấu hổ đỏ mặt. Lúc Hứa Phong đề xuất lái xe bỏ trốn, cô ấy hét lên đừng động đậy, cánh tay của cậu suýt thì gãy rồi. Nếu lại động vào có lẽ sẽ đứt hẳn. Theo Lã Minh Nguyệt đoán, Hứa Phong sẽ phớt lờ sự quan tâm của mình. Không ngờ cậu ấy chỉ đáp nhẹ một tiếng ồ, quay người dịu dàng nói, có cần giúp tôi kiểm tra lại lần nữa không? Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của nhóc này mê thật sự. Thân là một cô gái ưu tú, mình không thể để dễ bị lay động như thế. Hai người bắt đầu thực hiện các động tác kiểm tra giữa bác sĩ và bệnh nhân. Kết quả bị Lâm Thanh Thanh chen một chân vào. Chúng ta bây giờ nên thảo luận làm thế nào để thoát nguy. Hứa Phong bảo cô không cần nghĩ, bởi vì kẻ địch đã đến đây rồi. Ba người quay đầu nhìn. Trong đám đông các cô gái có một nam giới tóc vàng nổi bật. Dưới sự chỉ đạo của chàng trai tất cả súng lại. Họ công khai lôi vũ khí ra, giống như những con rối đang bị khống chế. Khi hai cô gái đang nghĩ xem Hứa Phong sẽ có phản ứng như thế nào, cậu ấy đột nhiên hai tay ôm đầu ngồi xuống đất, thấy không thể dựa vào chap boy này. Hai cô gái cũng học theo, cùng thảo luận rốt cuộc nên làm thế nào. Cô có đèn thần, nhanh ước nguyện giải quyết vấn đề. Thế nhưng nếu thần đèn trong tay tôi, thì sao bây giờ tôi phải hai tay ôm đầu? Lâm Thanh Thanh lúc này mới nhớ ra, bản thân đang cầm chiếc ô của Hứa Phong, còn đèn thần thì bị vứt vào trong xe ô tô. Thì ra Hứa Phong ngay từ đầu đã cố ý nói là để cháo đèn thần. Cậu ta biết so với Lâm Thanh Thanh thì đèn thần quan trọng hơn, như vậy sẽ có càng nhiều sâu rối lại gần chiếc ô tô. Cho nên đừng nhìn tên tóc vàng dương dương đắc ý, thật ra hắn đã rơi vào bẫy của Hứa Phong. Quả nhiên Lâm Thanh Thanh ngoài mặt phục tùng tiện thể bật chiếc ô ra, từ phía sau nhắm trúng hai con rối gần đó. Lã Minh Nguyệt cũng không chịu thua kém, duỗi đôi chân dài đá vào mặt đối phương. Tôi cũng từng tập luyện qua, vào lúc tóc vàng chưa kịp phản ứng, phía sau lại có một tiếng nổ lớn, bóng dáng đèn thần xuất hiện trong ngọn lửa của vụ nổ xe. Lúc này Hứa Phong âm thầm đứng dậy, nên nói ngươi ngốc, hay là quá tự mãn đây, lại còn để những con sâu rối đó, dễ dàng lại gần cấm vật của tôi. Tay vung con dao phẫu thuật nói, hình như bây giờ biến thành 4-1, hai cô gái này thích cùng một chàng trai, vì trai mà động chân động tay. Vậy mà giây sau, Lâm Thanh Thanh và Lã Minh Nguyệt lại biến thành chị em có chung kẻ thù, chỉ vì mồm dẻo của chap boy này. Dù sao thì cả hai đều bị tôi từ chối, cãi nhau làm gì nữa, lại không biết câu nói này chỉ thu hút thêm tính hiếu kỳ và ánh mắt của các chị em. Trong thời gian ngắn ngủi, Hứa Phong thành công bố trí tất cả, không chỉ lén cháo đèn thần khiến xe hơi phát nổ, còn bách mất dao phẫu thuật của Lã Minh Nguyệt. Tóc vàng tức giận nghiến chặt răng, trong lúc định quyết một pha sống còn thì phát hiện bản thân có làm gì cũng không thể nhúc nhích. Ngươi có phát hiện bản thân không thể động đậy không? Hứa Phong một đạp đá hắn ngã xuống đất. Thì ra lúc Lâm Thanh Thanh bật ô ra, hắn đã dùng dao phẫu thuật cắt đứt tất cả các khớp và gân trên người tóc vàng, nhưng lại để các cơ và xương nối lại với nhau, cho nên người chỉ có thể đứng được. Những lời nói kinh người khiến hai cô gái không thốt lên lời, đến cả tóc vàng cũng bị dọa chết khiếp. Nhóc con này nhìn rõ ràng là người mang bệnh, lại có được tốc độ đáng kinh ngạc như vậy. Khủng bố nhất là hoàn thành tất cả các thao tác vừa rồi, buộc phải cực kỳ hiểu về bộ phận con người. Tóc vàng không dám nghĩ nhóc con trẻ tuổi này tay đã dính máu không biết bao nhiêu người, tồn tại một cách đáng sợ như vậy, tuyệt đối không thể chỉ là điều tra viên cấp 4GM. Cậu rốt cuộc là ai? Hứa Phong chậm chậm rút trượng thương tự ra. Điều này không quan trọng, quan trọng là ngươi làm sao để chạy thoát. Đối mặt với những lời đe dọa, người đàn ông tóc vàng ngay ngắn đáp, sau đó điều khiển con sâu bò ra khỏi cơ thể, thế mà lại tự tử. Người gì mà không có chút tôn nghiêm nào? Hứa Phong thu trượng lại, tôn nghiêm để làm gì? Cứng miệng còn có thể bảo vệ chút tư cách, hơn nữa đây chỉ là một con rối chết cũng không có cảm giác. Hứa Phong đã có tính toán, cậu ấy biết hắn sẽ lại đến tìm cậu, lần sau sẽ không may mắn như thế. Ba người chuẩn bị rời đi, cả quá trình ông chú quan sát mà không khỏi run sợ. Chỉ là đi theo một nhãi con cấp 4, hơn nữa nhóc con này ra tay như quái vật. Lấy điện thoại gọi cho trợ lý của Tào Ân Giang, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với Tào đại nhân. Sau một hồi bô lô ba la, đầu bên kia điện thoại chỉ đáp một tiếng ồ. Người ồ là có ý gì? Cấm vật đặc biệt xuất hiện chúng ta không nên thu hồi để đảm bảo an toàn sao? Trợ lý trả chậm rãi ừ một tiếng, sau đó chúc chú sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi rồi cúp máy. Ông chú câm nín hoài nghi nhân sinh, sao nãy không nói vậy đi? Ông chú vẫn quyết định tiếp tục âm thầm bảo vệ. Nhìn thần đèn ngoan ngoãn trong lòng bàn tay, Lâm Thanh Thanh thở phào một hơi. Cô ấy sờ cái đầu nhỏ của thần đèn, chỉ cảm thấy hôm nay trải qua như một giấc mơ. Lã Minh Nguyệt gia nhập đội sờ đầu thần đèn, nhưng cảm giác hai cô gái không giống nhau. Hứa Phong tỏ ra vô cùng nghiêm túc, tiếp sau đây kẻ thù của chúng ta mới thật sự bắt đầu. Lã Minh Nguyệt bày ra vẻ kiêu ngạo, ai là chúng tôi của cậu? Như vậy cô không coi tôi là người của mình rồi. Tôi biết rồi, lần sau sẽ không nói thế nữa. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng yếu uối của Hứa Phong, Lã Minh Nguyệt tim đập loạn nhịp. Không đâu, ai nỡ lòng nào. Dù sao thì cậu là bạn trai của tôi, tất nhiên là người một nhà. Cô ấy vốn không muốn dẫm vào vũng bùn. Mé Hứa Phong đúng đỉnh luôn, rõ ràng là người mạnh mẽ lại bày ra bộ dạng cần mình.
Sự đối lập này ai mà không rung động. Nhìn Lã Minh Nguyệt mê trai đầu thai không hết, Lâm Thanh Thanh tỏ ra khinh bỉ. Rõ ràng cô ta biết Hứa Phong lòng dạ đen tối, nhưng đây rốt cuộc là tại sao? Hứa Phong búng vào trán cô, nhìn tôi làm gì? Nguyện vọng nghĩ xong chưa? Lâm Thanh Thanh lấy đèn thần ra, suy nghĩ cả đêm cô ấy đã quyết định nguyện vọng thứ nhất. Tay cô ấy sờ chiếc đèn thần có thể thực hiện tất cả nguyện vọng, ước rằng người bố đã mất của cô ấy sống lại. Nhưng khi cánh cửa địa ngục mở ra,